Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích hệ thống đèn sương mù hay còn gọi là đèn gầm trên con Morning phiên bản 22. Con Morning này thì nó cũng có hai đèn sương mù, hai loại, một loại là đèn sương mù trước và một loại đèn sương mù sau. Đấy, và trong cái mỗi đèn trước và sau đấy lại phân ra cái loại có auto light và loại không auto light. Thì bây giờ mình sẽ lần lượt đi vào từng mảnh một. Thứ nhất là đèn trước loại không có auto light, phần nào với auto light đây, với đào không auto light. Với cái loại này thì nó cũng rất là đơn giản thôi, không có gì cả. Trước khi vào phân tích, mình cũng lại bắt đầu đi tìm hiểu về cấu tạo của cái mạch. Đây có hai nguồn, một nguồn là hot an time và một là hot in on. Nguồn điện trực tiếp là nguồn điện qua khóa. Hệ thống đèn sương mù hay là đèn gầm này là buộc phải bật khóa điện. Đối với xe Morning phải bật khóa điện thì mình hoạt động. Đấy, thì đây là hộp cầu chì IP junction block, đây là junction book, này là hộp cầu chì trong xe và vẫn là hộp cầu chì trong xe. Thì đây là cái đèn gầm bên lái, đây là đèn gầm bên phụ cản trước, đây là cái đồng hồ báo hiển thị trên đồng hồ instrument cluster, và đây là công tắc đa chức năng, công tắc đèn gầm đây, và đây điểm nối mát, cái điểm nối mát đây. Và đây là hộp BCM, hộp BCM. Khi mình bật đèn gầm thì buộc phải bật khóa điện lên và bật một nấc đèn tai, một nấc đèn tai hoặc là đèn pha cốt, đèn đầu thì nó mới đóng mát cho cái công tắc đèn gầm bên 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 này. Bên cạnh nó có mát thì khi mình bật gầm thì nó mới cấp mát cho cái phần dưa le phần foram gì đây này. Lúc đây nó mới đóng tiếp điện, đóng tiếp điện thì nó sẽ có một nguồn điện đi qua cầu chì và đi qua dưa le rồi chia làm hai nhánh, một nhánh lên tâm đồ để báo đèn báo và một nhánh đến chia ra là lên cạn đằng trước và cạn hai bên, cạn đằng trước hai bên rồi về mát là đèn sáng. Chỉ có vậy thôi. Còn là với cái loại mà cũng vẫn đằng trước nhưng với loại có auto light, với có auto light thì chúng ta cũng phải bật khóa điện lên và chúng ta bật một nước đèn tai để cho nó cấp mát và hộp BCM. Cái hộp BCM nó hiểu là đã bật đèn tai. Lúc đấy chúng ta bật đèn gầm, đèn sương mù thì tiếp mát tiếp cho cái điểm chân 23 from foram switch này, signal này, thì nó mới hiểu là đang hộp BCM, nó mới hiểu là đang 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 được lệnh bật đèn gầm. Thì nó mới xuất, nó đóng mát cho chân số 5 này, chân đèn gầm trước này. Đấy, thì dòng điện sẽ đi qua dưa le rồi về về mát tại điểm này, cũng lại đóng tiếp điện con dưa le đèn gầm này. Đấy, dương lại sẽ đi qua cầu chì, qua dưa le lên đồng hồ và lên cạn trước hai bên, bên trái bên phải. Còn với đèn gầm đằng sau, đèn gầm đằng sau cũng gọi là đèn sương mù đằng sau, cũng có hai loại, một loại là without autoline và một loại là autoline. Một loại là without autoline này. Đấy, mình cũng đi sẽ phân tích nó. Thì con này thì cũng tương tự vậy thôi, phải bật khóa điện và bật một nấc ACC. Bật nấc ACC thì nó mới cấp mát cho cái công tắc bên. Đấy, khi bật sang cái vị trí đèn gầm đằng sau. Theo sơ đồ này thì là nếu mà khi bật sang đằng sau thì đồng thời đằng trước sáng, anh em nhìn này, nó xuất mát tiếp ra đằng trước này, nhưng mà mình không 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 nói đằng trước nữa đi. Đấy,
thì nó sẽ đóng mát cho đằng đằng sau này, thì dương sẽ đi qua dương le rồi về qua công tắc rồi về 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 công tắc đa chức năng rồi về về mát đóng tiếp điện, sinh từ đóng tiếp điện, dương lại đi qua cầu chì qua dương le lên đồng hồ và ra cả đằng sau. Đây ra cả đằng sau với loại không có sợ mất kỳ, và lưới nó với loại có sợ mất kỳ với loại không sợ mất kỳ thì cả tay lái nhịp và tay lái thuận nó đều vào cái dạng F16, chân 1, chân 2, dạng F16. Với tay lái thuận thì chân số 1, với tay lái nhịp thì chân số 2, và ra đều là ra mạng, về mạng là chân số 4. Còn bên này thì với loại mà có sợ mất kỳ, bên này là không có, bên này không có, bên này là có, thì nó phân biệt rõ ràng hai bên, một bên tay lái thuận, một bên tay lái nghịch. Tương tự như vậy qua bóng đèn và về mát đèn sáng. Đấy, còn với loại mà sang bên này với loại có auto light, có auto light thì cũng tương tự thôi, khi bật về đèn 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 sương mù sau, hộp PCM nhận được lệnh sẽ đóng mát cho chân rear fork làm delay này. Đấy, dương sẽ đi qua khóa điện, qua dơ le, rồi về hộp PCM, rồi về mát. Đấy, sẽ đóng tiếp điện của dơ le, rồi dòng điện sẽ đi qua cầu chì, qua dơ le, một chia làm hai nhánh, một nhánh ra bóng đèn và một nhánh lên đồng hồ tốc độ, về mát đèn sáng. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi.